Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với chuyên mục phân tích thị trường vàng Forex vào mỗi cuối tuần của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Tuần vừa rồi thì anh em thấy là thị trường biến động cũng khá mạnh và có một vài thay đổi trong hành động giá. Tuy nhiên thì về cơ bản là cấu trúc này, hỗ trợ kháng cự thì cũng chưa có thay đổi nhiều. Thì trong clip phân tích cuối tuần này, Thúy sẽ lưu ý lại những cái hành động giá quan trọng và lên chiến lược giao dịch cho tuần tiếp theo ha. Tuần sau thì chúng ta sẽ có một vài tin tức quan trọng, chủ yếu là tập trung vào giữa tuần và cuối tuần. Còn đầu tuần thì khá là nhiều thị trường nghỉ lễ, cho nên là có thể thị trường không có chạy nhiều đâu. Phải đến thứ tư thì thị trường mới bắt đầu có thể là chúng ta thấy biến động giá hoạt động mạnh lên được. Anh em lưu ý là tuần sau thì chúng ta có biên bản họp FOMC, Canada thì họp chính sách và tin lạm phát của Mỹ là những tin quan trọng trong tuần sau ha. Rồi bây giờ thì Thúy bắt đầu phân tích ha. Cổ phiếu hay quỹ ETF hả? Bố đang nói chuyện với nhân viên tư vấn. Giao dịch giờ đơn giản mà bố, sao phải rườm rà vậy? Còn anh nói đúng đó. Nếu như anh muốn giao dịch, tốt nhất nên chọn XTB. Điều đó rất chính xác. Ở đây có mọi thứ anh cần cho những bước đầu giao dịch. Anh có thể mở tài khoản mà bỏ qua mọi thủ tục phiền toái. Cái app này đúng là đơn giản, cực kỳ dễ sử dụng, chỉ cần vài thao tác giao dịch xong. Như anh thấy đó, bây giờ khi nhắc đến giao dịch, XTB sẽ là một lựa chọn thông minh và đúng đắn. XTB, giao dịch phái sinh, có rủi ro về vốn đầu tư. Như thường lệ, Thúy sẽ bắt đầu với vàng nhé. Ở đây anh em để ý là vàng tuần vừa rồi thì bật tăng mạnh và phá vỡ vùng đỉnh trước này. Thì vùng đỉnh này là vùng đỉnh của tuần trước ha, tháng trước luôn á. Thì chúng ta thấy rằng là cái hành động giá này đã xác lập cho cái xu hướng tăng tiếp diễn của vàng, và nó phá vỡ cái vùng đỉnh nhỏ này này, là một cái vùng kháng cự. Vùng này là vùng kháng cự khá là quan trọng của vàng ha, và nó đã phá vỡ rồi. Thì chúng ta thấy rằng là vùng này là vùng số tròn 2000 luôn á. Thì với cái nến tăng này rất là mạnh, nến này là nến xu hướng, đuôi nến rất là nhỏ và thân nến rất là dài, cho thấy là trong ngắn hạn vàng có khả năng vẫn tăng giá và nó có thể tiếp cận lại cái vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại ha, quanh vùng 2075-2080 á. Ở đây thì chúng ta vàng thì các bạn sẽ vẫn tiếp tục chiến lược mua thôi ha, chiến lược mua tạm thời phá, bỏ cái vùng kháng cự này đi. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục canh mua vàng. Có hai cái vùng hỗ trợ mà anh em có thể cân nhắc. Đầu tiên là cái vùng giằng co vùng này này các bạn. Thì cái vùng này á, là quanh vùng 1980 nha. Nhưng mà Thúy kiến nghĩ là anh em nào mà giao dịch cái vùng này thì nên về khung thời gian thấp hơn tìm tín hiệu. Bởi vì nếu mà chúng ta tìm trực tiếp trên khung này luôn á, thì thứ nhất là khoảng trống giá không có, khoảng trống giá bên trái không có. Cái thứ hai đó là tín hiệu nó cũng sẽ không có chất lượng, bởi vì là tỷ lệ risk reward không cao. Thêm một cái nữa đó là các cái tín hiệu mà nó hình thành trong khoảng thời gian nhanh thì nó cũng rất là dễ thất bại. Cho nên về khung thời gian thấp, mục đích á, là để các bạn tìm điểm vào lệnh tốt hơn, cái điểm vào lệnh nó được tối ưu hóa. Cái thứ hai á, là chốt lời của chúng ta cũng chỉ cần chốt lời quanh vùng đỉnh trước cũng đã có được tỷ lệ tốt rồi đó, không cần thiết phải chốt lời quá xa. Thì như vậy cái chất lượng chiến lược sẽ được đảm bảo hơn. Tại vì có nhiều lúc mà chúng ta thấy thị trường đang tăng giá mà, thì có thể là những cái vùng hỗ trợ ngắn như thế này nó cũng có thể quay trở về phản ứng và sau đó tiếp diễn xu hướng. Còn trong trường hợp mà giá hồi về phản ứng với cái vùng đáy, cái vùng giằng co này mà nó không tạo được tín hiệu, mà cái động lượng của nó lại cũng rất là mạnh nữa, thì thôi chúng ta đứng ngoài và chờ xuống vùng bên dưới. Thì vùng bên dưới của chúng ta là quanh 1915, thì cái vùng này là cái vùng lý tưởng hơn để mà chúng ta canh mua đó. Thì anh em có thể cân nhắc là về khung thời gian thấp hơn hoặc là ngay trên khung ngày để tìm tín hiệu vào lệnh ở vùng này ha. Và cái mục tiêu mà chúng ta chốt lời cho cái đợt mua, mục tiêu cuối cùng á, là có thể là quanh vùng đỉnh trước ha, quanh vùng 2070 đó. Rồi ok, thì vàng nói chung là qua tuần thì chúng ta tìm cơ hội canh mua thôi. Vùng này là quanh vùng đỉnh trước này, quanh vùng 1980 đến vùng 1960 ha. Vùng thứ hai, vùng thấp hơn là quanh vùng 1920. Tiếp theo là cặp Euro USD. Cặp tiền này thì các bạn để ý á, đó là giá như thế nào đã quay trở về và phản ứng với cái vùng đỉnh trước. Đây là vùng vùng cung.
cũng là cái vùng giằng co. Đấy, các bạn thấy rất là nhiều nến giằng co, 2-3 vùng giằng co liên tục ha. Ở đây thì các bạn để ý là cái vùng kháng cự vùng đỉnh như này, đồng thời cũng là kháng cự của khung tuần. Thì chúng ta sẽ có thể tìm tín hiệu bán ở vùng này. Bởi vì các bạn nhìn thấy hành động giá ha. Đầu tiên là giá tiếp cận vùng đỉnh này khá là mạnh. Nhưng mà sau đó thì sao? Tuy là động lượng tiếp cận mạnh nhưng mà đuôi nến phản ứng khá là rõ, cho thấy là người bán bắt đầu nhảy vào thị trường. Tiếp theo các bạn nhìn hành động giá thì có thể thấy rằng là gì? Giá liên tục phản ứng với vùng này và bị đẩy xuống nhưng mà chưa có tạo được cho chúng ta tín hiệu bán nào khả thi cả. Thì cái vùng này vẫn hiện tại nó vẫn còn khả thi để canh bán, bởi vì là các bạn thấy động lượng đang yếu dần. Bằng chứng là các cái vùng đỉnh này. Các bạn thấy các vùng đỉnh được tạo với động lượng rất là yếu. Các bạn, anh em nào mà có sử dụng tín hiệu phân kỳ có thể check thử xem liệu ở vùng này có tín hiệu phân kỳ không. Nếu như có thì chúng ta có thể tìm cơ hội canh bán được. Thì anh em nào mà giao dịch cặp tiền này thì có thể về khung thời gian thấp hơn, chờ giá phá vỡ cấu trúc tăng giá này. Đó, sau đó tìm cơ hội để canh bán thì ok ha. Đó. Còn nếu như trong trường hợp mà qua tuần chúng ta thấy động lượng bỗng nhiên tăng mạnh thì thôi đứng ngoài ha. Bởi vì các bạn thấy thực ra trên khung D á, trên khung D1 á, thì Euro USD đang có cấu trúc tăng giá ha. Giá chạm vào vùng đáy trước là vùng giằng co, đồng thời cũng là vùng cầu á, và bật lên rất là mạnh. Thì những trader nào đang mua theo cái tín hiệu này nè thì hiện tại là họ đang có lợi nhuận rồi. Thì những cái đợt giảm giá nhỏ này có thể là cái thời điểm họ chốt bớt cái vị thế. Chốt bớt vị thế. Và nếu như mà chúng ta thấy rằng là cái lượng người chốt bớt vị thế không cao thì khả năng giá vẫn có thể tiếp tục tăng trong tương lai nữa. Đó, thì có thể là giá sẽ chạm cái vùng đỉnh này luôn ha. Đó. Rồi nói chung là Euro USD thì anh em có thể tìm cơ hội canh bán quanh vùng này. Nó có thể, nhiều khi nó có thể tạo một cú fair break quanh vùng đỉnh trước khi quay đầu giảm. Cũng có khả năng đó, nếu như mà quan trọng là các bạn cần phải nhận biết được cái tín hiệu khả thi để mà các bạn giao dịch đảo chiều thời điểm này. Còn nếu không có tín hiệu chúng ta tuyệt đối đứng ngoài nha, bởi vì chúng ta trade ở cái vùng này là coi như là đang đi ngược lại xu hướng á. Nói chung đây là cặp Euro USD thì chúng ta theo dõi cái vùng kháng cự này thôi. Nếu mà giá phá vỡ luôn cái kháng cự này thôi, chúng ta đứng ngoài ha. Không đợi, nói chung là đợi cho giá hoàn toàn phá vỡ được cái vùng đỉnh. Sau đó xác nhận xu hướng tiếp diễn, tăng tiếp diễn. Khi đó chúng ta chờ hồi rồi chúng ta canh mua thì sẽ hợp lý hơn. Tiếp theo là cặp bảng Anh USD. Bảng Anh USD cũng đang tiếp cận khung thời gian tuần. Và tuy nhiên thì chúng ta thấy là giá đã phá vỡ được cái vùng đỉnh này với động lượng khá tốt ha. Giá đang hồi rất là nhẹ. Thì ở đây á, là chúng ta không nên, đối với lại bảng Anh USD chúng ta không nên canh bán ở thời điểm này ha. Bởi vì là các bạn để ý là động lượng tiếp cận cái vùng đỉnh này khá là mạnh và giá đã đóng cửa lên phía trên vùng đỉnh này rồi. Đóng cửa khá là tốt ha. Thì mặc dù là hành động giá này có khả năng vẫn có giá hồi ha. Tại vì các bạn thấy này, giá tăng theo kiểu mà đi liên tục và hồi rất là yếu này. Thì chỉ cần có một đợt sóng hồi khá là mạnh thì có thể sẽ khiến cho giá hồi sâu hơn. Thì cái vùng hỗ trợ mà cặp tiền này có thể tìm đến được là quanh vùng 1.22. Đó, có thể tìm về vùng này. Thì ở đây tạm thời cặp này thì chúng ta không nên giao dịch mà chúng ta theo dõi hành động giá giúp Thúy ha. Đó, nếu như mà giá quay qua tuần mà tiếp tục quay đầu tăng lên á thì chứng tỏ là xu hướng tăng đã được thiết lập một cách mạnh mẽ hơn, tức là động lượng tăng mạnh hơn á, thì khi đó chúng ta chờ hồi đến cái vùng hỗ trợ, những cái vùng hỗ trợ mà gần nhất thì có thể là cái vùng giằng co này kết hợp với các vùng đỉnh nhỏ này, đó là quanh vùng 1.2215 á, thì có thể chờ hồi đến vùng này canh mua lên nếu như mà trong trường hợp giá tiếp tục tăng trong tuần sau nha. Đó, chứ còn nếu như mà quanh vùng đỉnh này mà nó giảm lại thì có thể đây là một cú fair break đó. Đó thì nó khá là rủi ro. Thì trong trường hợp này thì qua tuần anh em cứ theo dõi cái vùng kháng cự này trước, xem hành động giá phản ứng tiếp với vùng này như thế nào rồi tính tiếp ha. Tiếp theo là cặp USD và Canada. Cặp tiền này thì các bạn để ý là giá đã hồi về cái vùng hỗ trợ mà chúng ta theo dõi rồi, đó là quanh vùng 1.3450. Và nó hình thành được cho chúng ta thiết lập mua là vùng sức ép. Tuy nhiên tín hiệu mua này lại khá là yếu. Và chúng ta đánh giá cái chất lượng thiết lập này một chút xíu thì các bạn thấy là giá như thế nào? Giảm rất là mạnh đến cái vùng hỗ trợ này đúng không ạ? Động lượng thì chúng ta thấy là các cái nến được hình thành với cái thân nến rất là lớn và đuôi nến nhỏ. Điều này nó thể hiện cho chúng ta một cái tín hiệu đó là
người bán gần như là kiểm soát thị trường hoàn toàn trong cái khoảng thời gian này. Và xuống đến cái vùng hỗ trợ này thì nó phản ứng rất là yếu, người mua lên đẩy giá lên rất là yếu. Thì cái tín hiệu này cho chúng ta thấy rằng là nó không có đáng tin cậy để mà chúng ta mua lên cái thời điểm này. Vậy thì chiến lược của cặp tiền này như sau. Anh em chờ thêm, chờ cho giá phản ứng cái vùng này thêm. Nếu mà tạo được tín hiệu đáng tin hơn thì anh em có thể giao dịch. Còn nếu như không thì thôi, tốt nhất chúng ta đứng ngoài. Cặp tiền này thì đang nằm trong cấu trúc tăng giá. Đó, các bạn thấy này, đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Và thêm một cái nữa là trước đó giá chạm cái vùng hỗ trợ của khung tuần và bật lên và tạo được cấu trúc tăng giá. Cho nên là mua ở vùng này thì chúng ta mua ok ha, mua được. Nhưng quan trọng là tín hiệu gì thôi. Quan trọng tín hiệu nó là như thế nào. Có thể giá sẽ xuống phản ứng sâu hơn đến gần cái vùng đáy này rồi mới tạo được tín hiệu mua lên cho chúng ta cũng nên. Thì tốt nhất là chúng ta nên chờ thêm, chờ cho giá phản ứng cho xong cái vùng này và tạo được cái tín hiệu đáng tin cậy rồi hàng giao dịch ha. Cặp tiếp theo là USD và Yên Nhật. Cặp tiền này thì anh em để ý á, đó là chúng ta thấy là giá phản ứng với cái vùng hỗ trợ này này. Đây là nó là vùng cầu ha. Thì các bạn lưu ý cho Thúy là trước đó là giá hình thành được cho chúng ta cái nến đuôi chuột túi khá đẹp ha. Thực ra thì nến này chỉ có một điểm trừ duy nhất, đó là cái phần độ lớn của nó thì không có được như đúng chuẩn cho lắm. Cái đuôi nến dài hơn xíu nữa thì là đẹp. Tại vì ở đây trong trường hợp này thì chúng ta thấy giá cũng có khả năng tiếp tục xuống phản ứng với cái vùng với vùng cầu là cái nến này. Đó, cái nến này nó lại trùng với vùng giằng co này. Đó, thì có thể là giá sẽ xuống phản ứng sâu hơn. Cái đó thì chúng ta không nói ha, nhưng mà bây giờ chúng ta đánh giá cái tín hiệu này một chút xíu. Trước đó là giá đã khớp lệnh và tăng lên rồi, tín hiệu này đã thành công rồi. Và sau đó thì giá hồi về lại và bật lên. Thì trong quá trình hồi về chúng ta thấy là ở đây này có thiết lập tăng dần ha. Tăng dần cho thấy là gì? Giai đoạn này là thị trường những người phe bán như thế nào? Bán ra ở cái vùng đỉnh này này, cái vùng kháng cự nhỏ này. Đây là vùng giằng co ha. Và sau đó giá đẩy xuống và hình thành được thiết lập tăng dần. Và sau đó đẩy lên. Thiết lập tăng dần này là một tín hiệu mua, tuy không quá mạnh nhưng mà có thể giao dịch được trong bối cảnh phù hợp. Đó, thì ở đây anh em để ý là cái nến này là cái nến tín hiệu và nó đã khớp lệnh rồi. Có nghĩa là những người nào mà canh mua với tín hiệu này thì đã lên thuyền rồi đó. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là có khá là nhiều tín hiệu, có khá là nhiều người mua ở vùng này ha. Các tín hiệu mua được hình thành và nó đều đã được khớp lệnh thành công rồi. Vậy thì trong trường hợp này anh em nào mà đã mua lên với nến đuôi chuột túi này thì có thể giữ lệnh ha, có thể giữ lệnh được. Tức là đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa có cái tín hiệu, chưa có cái tín hiệu nào để thoát lệnh, tín hiệu đảo chiều tiềm năng nào cả. Ngoại trừ ở đây là chúng ta thấy có một loạt các cái phần đuôi nến phản ứng này để giá xuống, nhưng mà chúng ta thấy giá đi không được xa ha, thì đã quay đầu rồi đó. Rồi, nói chung là hiện tại thì vẫn có thể giữ lệnh nha các bạn. Nói chung vẫn có thể giữ lệnh mua trong trường hợp mà giá quay đầu giảm ha, phá vỡ cái vùng đáy này, coi như là chúng ta bị dừng lỗ lệnh này, thì anh em có thể cân nhắc cái vùng thấp hơn là vùng này đó, vùng đáy này. Nếu như trong trường hợp mà giá tiếp cận vùng này với động lực mạnh không tạo được tín hiệu mua thì thôi đứng ngoài luôn nhé, đứng ngoài. Tiếp theo là cặp New Zealand và USD. Cặp tiền này thì trước đó thì có nói rồi, nó đang trên khung thời gian lớn đó, là khung tuần đó, có khả năng hình thành mô hình vai đầu vai, và hiện tại mô hình này vẫn chưa có được xác nhận. Thì ở trên khung thời gian D1 đó, là chúng ta thấy cấu trúc hiện tại của cái cặp tiền này thì đang hướng giảm giá nhiều hơn. Thì chúng ta có thể cứ đi theo cấu trúc thôi. Anh em có thể chờ lên cái vùng kháng cự quanh vùng 0.6450 này. Đó, chúng ta có thể canh bán quanh vùng này ha, nếu mà nó có tín hiệu, nếu thị trường hình thành được tín hiệu, còn không thì thôi đứng ngoài. Tại vì hiện tại là trên khung tuần thì nó sẽ ủng hộ, nếu phá được cái vùng đỉnh này thì khả năng tăng giá sẽ rất là cao. Cho nên là thôi, nếu đến vùng này có tín hiệu thì có thể canh bán được, còn nếu không thì đứng ngoài cho nó an toàn. Trước đó thì chúng ta thấy giá hình thành một cái mô hình khá là quen thuộc với anh em, đó là mô hình chữ V này. Đó. Và sau đó là thiết lập gì? Vài đầu vai. Đó, thì đây là một trong những cái đảo chiều tăng giá hơn nữa ở đây này, các bạn để ý.
Nếu như mà giá tuần sau đi lên đến vùng này á, thì nó có thể có khả năng sẽ hình thành mô hình cốc và tay cầm nữa. Thì nếu mà nó hình thành được mô hình cốc và tay cầm thì khả năng giá đảo chiều rất là cao ha. Các mô hình đảo chiều hội tụ tại cùng một vùng giá mà. Đó, thì khi đó thì chúng ta sẽ phải cân nhắc xem có nên giao dịch hay không nha. Nếu có tín hiệu đẹp thì có thể cân nhắc, còn không thì thôi tuyệt đối đứng ngoài. Bởi vì các cái tín hiệu tăng giá nó xuất hiện khá là nhiều đó. Rồi thì tạm thời là cặp tiền này thì vẫn theo dõi cái vùng kháng cự 0.6450 giúp Thúy ha, 0.65. Đó, nếu có tín hiệu canh bán, không có đứng ngoài. Cặp đô la Úc và USD. Cặp tiền này thì vẫn cũng giống như New Zealand thì nó cũng đang hình thành mô hình vai đầu vai. Tuy nhiên thì trong ngắn hạn thì cặp tiền này nó có hướng là giảm giá. Thì chiến lược của chúng ta cũng không thay đổi nhiều. Chúng ta tiếp tục canh bán quanh vùng này. Quanh vùng 0.6950 ha. Nếu mà giá hình thành được tín hiệu quanh vùng này thì anh em có thể canh bán được, còn không thì đứng ngoài nhé. Rồi, cặp này thì không có thay đổi bao nhiêu cả. Tiếp theo là các cặp chéo ha. Ở đây mình có cặp Euro và đô la Úc. Euro và đô la Úc thì các bạn để ý á, đó là chúng ta có xu hướng là đang tăng rồi. Và cái đỉnh nhỏ này là bị phá với động lượng khá tốt ha. Cái nến này này đóng cửa lên trên. Trước đó thì chúng ta thấy có một cái nến bị đuôi chuột túi được hình thành đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì sao? Giá gần như là không có xác nhận cho cái nến này. Cho nên là gì? Cái tín hiệu bán này đã bị thất bại. Chắc chắn là chúng ta không bán tín hiệu này rồi, bởi vì nó đang đi ngược lại với động lượng và cái xu hướng của thị trường mà. Đó, tuy nhiên cái nến sau này đã xác nhận cho chúng ta một điều là những người bán nào mà bán ở cái nến này thì họ đang có cái tâm lý rất là lo sợ và khả năng họ thoát lệnh rất là cao ha. Đó, thì cái khả năng mà tăng giá, thị trường tiếp tục tăng giá trong tuần tới khá là cao á, cho nên là ở điều kiện này chúng ta tiếp tục canh mua. Thì ở đây có hai cái vùng mà anh em có thể cân nhắc. Vùng thứ nhất là cái vùng giằng co với khá là nhiều nến đây. Đó, thì anh em có thể chờ hồi về đây canh mua, nhưng mà tôi kiến nghị là về khung thời gian thấp ha, bởi vì hành động giá chỗ này rất là sát. Giá đang tăng thì có khả năng nó sẽ phản ứng với bất kỳ cái vùng hỗ trợ nào mà nó tìm tới được. Thì nếu mà vùng hỗ trợ đó đủ mạnh thì có thể đẩy giá tiếp tục tăng lên. Đó, thì các bạn để ý là nếu như mà khung thời gian thấp hình thành được tín hiệu, có thể chúng ta có thể canh mua và chốt lời ngay vùng đỉnh trước thì có tỷ lệ tốt rồi. Nhưng nếu như mà tại vì nếu mà giao dịch trên khung thời gian lớn á, thì chúng ta không có không gian và tỷ lệ risk reward cũng không có được đảm bảo. Đó, cho nên là những cái vùng này thì chúng ta không nên tìm tín hiệu ha. Không nên tìm tín hiệu trên khung thời gian lớn. Còn nếu như giá giảm đến vùng này không tạo được tín hiệu mà nó trực tiếp giảm luôn á, thì anh em canh cái vùng dưới nha. Vùng dưới chúng ta có hai vùng. Vùng thứ nhất là quanh vùng 1.6. Vùng thứ hai, vùng thấp hơn, đó là quanh vùng 1.58 hoặc là vùng 1.59 ha. Đó, chúng ta có thể canh mua một trong hai vùng này nếu có tín hiệu. Đó. Rồi thì đây là cặp Euro và đô la Úc. Cặp tiếp theo đó là cặp Euro và Canada. Cặp tiền này thì đang phản ứng với kháng cự khung tuần trước đó và giá đẩy xuống. Thì chúng ta thấy là gì? Giá đang dần tiếp cận những cái vùng hỗ trợ chúng ta theo dõi rồi, quanh vùng 1.4550. Và hiện tại thì trước đó giá hình thành một cái nến đuôi chuột túi khá là đẹp ha. Vùng cái nến này khá là đẹp. Tuy nhiên á, thì cái độ lớn cái nến này so với những nến trước đó thì nó lại không có đạt chuẩn. Nói chung là các bạn có thể tiếp tục chờ giá hồi về đến vùng 1.4550 rồi canh mua nếu có tín hiệu ha. Nói chung là giá đang trong cái đợt hồi á, thì vẫn có thể tiếp tục canh mua tiếp được nha. Tiếp theo là cặp Franc Thụy Sĩ và Yên Nhật. Có bạn đề nghị Thúy phân tích cặp này cho nên là Thúy phân tích luôn ha. Ở đây là chúng ta lên khung tuần trước này để cho các bạn nắm được cái quy trình phân tích theo hành động giá. Này là chúng ta sẽ theo dõi các cái kháng cự hỗ trợ trên khung lớn trước ha. Đây là vùng đỉnh trước đó này. Tiếp theo đây là đáy quan trọng này ha. Đó. Rồi, các cái vùng hỗ trợ kháng cự thì các bạn nên đánh dấu vào. Đó. Thì đối với cặp tiền này thì nó có những cái vùng này. Và các bạn thấy là trước đó là gì? Giá đã phản ứng với, ở đây chúng ta có vùng giằng co này ha. Đó, các cái vùng giằng co nhỏ nhỏ này. Đó. Rồi, vậy thì ở đây nha. Chúng ta sẽ về lại khung ngày.
Anh em để ý là khung ngày của chúng ta này, các bạn phải phân tích cái xu hướng của khung thời gian lớn này, sau đó là đến xu hướng của khung thời gian thấp. Đó, thì ở đây các bạn thấy đáy này là đáy quan trọng trên khung ngày nè. Đây là quanh vùng 137. Vùng đáy này là vùng đáy quan trọng. Và chúng ta thấy trước đó giá đã phản ứng với vùng đáy này và bật tăng rồi, đúng không ạ? Đó, bật tăng. Xu hướng trên khung thời gian ngày á thì hiện tại là vẫn đang tăng nha các bạn. Và lưu ý là ở khung thời gian thấp này, vùng đáy, các cái vùng đỉnh nhỏ này này đã bị phá. Thì ở đây cái đợt hồi này là nếu như các bạn phân tích thì có thể thấy là nó là đang trong xu hướng giảm này. Thực tế là nó hiện tại là đang trong xu hướng giảm mà chưa có thay đổi đâu. Tại vì vùng đỉnh này mới là vùng đỉnh quan trọng này. Tuy nhiên á, ở khung thời gian thấp á, thì xu hướng lại đang nằm trong hướng tăng giá rồi các bạn nha. Xu hướng lại đang trong xu hướng tăng giá rồi. Đó, thì hiện tại là cặp tiền này là đang tăng. À, cho nên là gì? À, nếu như mà chúng ta giao dịch ở cặp này á, thì tốt nhất là chúng ta nên chờ hồi canh mua. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên về lại khung thời gian thấp để tìm cơ hội canh mua này. Bởi vì các bạn có thể thấy được là gì? Đây, ở trên khung thời gian thấp, ở khung thời gian thấp thì xu hướng là đang tăng này, đúng không ạ? Đó, rất là rõ. Và cái vùng hỗ trợ đây, vùng giằng co, các bạn thấy rất nhiều vùng giằng co và vùng cầu đó, thì hoặc là cái vùng đỉnh trước này cũng được. Thì chúng ta có thể chờ giá hồi về vùng này 144 này, hoặc là vùng thấp hơn là vùng cầu là quanh vùng 143 ha. Đó, chúng ta chờ giá hồi về một trong hai vùng này để canh mua lên theo xu hướng thì ok hơn. Đó, tại vì chúng ta phân tích cái xu hướng trên khung thời gian lớn á, thì chúng ta thấy là về dòng chảy của thị trường thì đầu tiên là nó đang giảm này, hiện tại là nó đang tăng rồi, đúng không? Đó, và giá đang hồi về và bật lên, ở khung thời gian thấp cũng đang tăng. Cho nên là chúng ta thấy là đa phần các cái khung thời gian đều đang tăng, thì chờ hồi canh mua là hợp lý nhất. Và hiện tại thì giá đang chạm lại cái vùng kháng cự này, tức là cái vùng kháng cự nhỏ là cái vùng đỉnh của cái đợt tăng giá này. Đó, nếu như mà giá phá vỡ được cái vùng đỉnh này thì chúng ta chờ hồi canh mua nó sẽ còn đẹp hơn nữa ha. Đó, nói chung là cặp tiền này thì bản thân Thùy đánh giá là trên khung thời gian ngày thì tín hiệu giao dịch không có nhiều. Các bạn nếu mà muốn giao dịch cặp tiền này thì nên về khung H4 á. Về khung H4 thì xu hướng nó sẽ rõ ràng hơn, tìm tín hiệu giao dịch sẽ đẹp hơn. Còn cặp tiếp theo là cặp bảng Anh và Yên Nhật. Cặp tiền này thì các bạn để ý ha. Đây, chúng ta có này, xu hướng nè. Phân tích xu hướng rất là quan trọng nha, các bạn đừng bao giờ quên ha. Đây, các bạn thấy này, đầu tiên là cái vùng đỉnh này bị phá vỡ, cho thấy là trong ngắn hạn cặp tiền này đang đi theo hướng tăng giá này, đúng không ạ? Đó, và sau đó thì nó chuyển hướng qua giảm giá này. Đó, qua giảm giá ha. Các cái vùng đáy nhỏ này đều bị phá vỡ này, qua giảm giá. Rồi, sau khi chuyển qua giảm giá thì chúng ta thấy là trong ngắn hạn cặp tiền này như thế nào? Đang chuyển hướng tăng giá này. Đó, và nó đang chạm lại cái vùng kháng cự của cái đợt giảm giá trước đó, là cái vùng cung, đồng thời cũng là vùng giằng co luôn. Đó, và có sao nó đang hình thành, nó đang phản ứng, và chúng ta thấy là các cái tín hiệu từ chối giá đang xuất hiện ở vùng này. Thì trong tương lai cặp tiền này có thể sẽ giảm giá. Ở đây chúng ta về khung thời gian thấp hơn để chúng ta phân tích một chút xíu về cái động lượng của xu hướng ha. Về cái xu hướng ngắn hạn á, thì ở đây á, các bạn để ý nè, xu hướng ngắn hạn đầu tiên nó là đang trong xu hướng tăng, sau đó nó chuyển hướng qua xu hướng giảm này, các bạn thấy để ý ha, xu hướng giảm này. Đó, và sau đó thì giá xu hướng giảm rất là rõ, nhưng mà sau đó bị phá vỡ này, vùng đỉnh quan trọng bị phá này. Nếu mà anh em nào mà có vẽ trendline sẽ thấy trendline bị phá luôn. Và ở đây có thể thấy là trong ngắn hạn cặp tiền này đang đi theo hướng tăng giá, đúng chưa nào? Đó, nói chung là GZ thì hiện tại là đang hướng tăng giá. Và nếu như mà giao dịch thì ở đây thì kiến nghị đầu tiên là giá nên phá vỡ cái vùng kháng cự này này, cái vùng vùng cung này này, để cho thấy rằng là người mua như thế nào mạnh mẽ,
phá vỡ luôn những cái áp lực bán xuất hiện tại vùng này. Đó, phá vỡ vùng này. Sau đó chúng ta chờ hồi kênh mua sẽ ok hơn. Còn nếu như trong trường hợp ha, trong trường hợp xu hướng đang tăng mà, nếu mà giá hồi về lại được cái vùng này quanh vùng 161 á, thì anh em cũng có thể cân nhắc mua lên được nếu có tín hiệu nha. À, và chúng ta sẽ chốt lời quanh cái vùng đỉnh này thôi. Rồi bây giờ Thúy sẽ phân tích qua chỉ số chứng khoán Mỹ ha. À, đầu tiên là US 500. US 500 thì các bạn để ý ha, là trước đó Thúy có đưa tín hiệu mua rồi với cái nến này, và hiện tại là tuần vừa rồi thì chúng ta thấy là giá gần như là chứng lại, không có giao dịch gì nhiều cả, giá hình thành các cái nến giằng co này. À, tuy nhiên thì vùng này chúng ta có thể chốt lời được rồi. Đến đây là hành động giá bắt đầu chứng lại rồi thì chúng ta có thể cân nhắc chốt bớt vị thế ha. Chưa có tín hiệu thoát lệnh. Chúng ta thấy áp lực bán xuất hiện ở vùng này rất là yếu. Cho nên là gì? Cái khả năng mà thị trường tăng giá vẫn còn. Cho nên là anh em có thể chốt bớt một nửa vị thế sau đó tiếp tục giữ lệnh. À, còn nếu như qua tuần chúng ta thấy là giá bắt đầu có tín hiệu quay đầu giảm mạnh thì thôi, chúng ta thoát lệnh ha. À, nói chung là US 500 thì nếu như mà giá qua tuần mà tiếp tục tăng phá vỡ được cái vùng đỉnh này này, quanh vùng đỉnh này ha, quanh vùng 42 ha, đó thì khi đó chúng ta chờ hồi, chúng ta canh mua tiếp. Đó. US 30 thì các bạn US 30 thì đã tìm về cái vùng kháng cự chúng ta đánh dấu rồi. Đây. Đây là vùng kháng cự hợp lưu giữa trend line giảm và vùng giằng co cũng như là vùng cung ha. Thì ở đây hiện tại vẫn chưa có tín hiệu, còn người bán xuất hiện ở vùng này thì vẫn đang khá mờ nhạt. Vậy thì ở đây là chúng ta chờ thôi, chờ cho giá phản ứng với vùng này. Nếu mà tạo được tín hiệu bán đẹp thì anh em có thể cân nhắc giao dịch. Còn nếu như mà qua tuần chúng ta thấy giá tiếp tục bật tăng với động lượng mạnh, hình thành một cái nến tăng giá mạnh ở đây, thì thôi đứng ngoài ha, đứng ngoài. Chờ xem liệu giá có phá vỡ được cái vùng kháng cự này hay không. Nếu phá vỡ được thì khi đó chúng ta sẽ chờ hồi, chúng ta canh mua theo cái động lượng hiện tại của thị trường. Rồi thì đây là những cặp tiền mà chúng ta sẽ theo dõi và giao dịch trong tuần tới. Anh em mà có thắc mắc gì thì vui lòng để lại comment bên dưới clip cho Thúy. À, và các bạn mà muốn phân tích thêm cặp tiền nào á, thì cứ để lại comment ha, để Thúy cân nhắc xem cặp tiền đó có cái xu hướng đẹp, có cái vùng kháng cự hỗ trợ tốt hay không. Thì nếu mà có thì Thúy sẽ đưa cái chiến lược để mà các bạn giao dịch trong tuần tới, tuần tiếp theo á. Rồi vậy thì các bạn tham khảo ha, và đừng quên ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.